Suốt chiều dài đấu tranh chống giặc ngoại xâm của lịch sử đất nước, có lẽ truyền thống yêu nước, dám hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam luôn là những hình tượng bất diệt, mãi mãi được ghi công trong lòng dân tộc. Cả một thế hệ, lớp lớp những thanh niên đang sung sức tuổi thanh xuân, hăng hái lên đường ra trận, họ đau đáu trong lòng phải giết hết giặc để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Họ đã cùng nhau lập bao chiến công hiển hách, và rồi họ đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường. Có một nhà thơ đã viết: 18 tuổi anh lên đường chiến đấu, tiến anh đi bằng khâu sẵn quê nhà. Cha đỏ mắt chờ ngày anh thắng trận, mẹ bay hồi mong ngóng bóng hình anh. Thương lũy trên làng bãi dâu bên nương, yêu trọn tình đời vui mặn. Nhưng rồi, đợi mãi, chờ mãi, anh đã không về, như lời bài hát của Phạm Minh Tuấn đã viết. Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bò, đau bụng của mẹ, ba lần tiến con đi, hai lần khóc tâm lặng. Các anh không về, mình mẹ lặng. Vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Đất nước tôi đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Lao sao trưa hè một dòng ca dao.
chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay đã rung trần cả năm người như một. Bảo lính xe tăng anh trước anh sau, cái nét ở anh mỗi người một tính, nhưng khi hắn ta chưa có nhau, nhưng còn yêu.
một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên góp mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh xưa đêm trăng xuống. Không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca. Với cả lòng mình tôi không thể nào dáng hình ai. Có một bài ca không bao giờ quên, là ca mùa xuân tim không phai. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những mùa nước đổ. Bài ca tôi không quên, tôi không quên em trông xuống vượt qua pháo nổ. Chỉ một lần quên mà mang nỗi như mình luôn. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước đã chẳng phút bình một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ. Bài ca
một yêu thương cũng chia đôi. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên bài ca bạn bè với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể giống nói về một lòng
hùng lên trong mưa gió, trong bom súng. Toàn quân nay dũng tiến lên gìn giữ lấy non sông. Tương đồng là nhân dân là ngàn người chung sức như một đứng lên. Ta cùng thiên quyết giết hết quân tù, đón ánh sáng chiếu rạng nước nhà thắng tươi đến muôn đời. Nhân dân đau thương ghi nhớ ơn của bao người, chiến đấu dâng tấm thân cho nước nhà, cho dòng nòi nhìn gương xưa liệt sĩ nêu cao, lòng sôi lên rớt xuống bao xót thương bên nấm mồ, khói bốc nghi ngút bay quên lá cờ, chưa khô máu nhưng còn yêu thác vì nước Nam. Ngàn muôn năm có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, dòng tên anh khắc vào đá núi mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi
từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đàn thời hương thương thanh tuân ai ai tuổi
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các tín đồ Phật tử và nhà chùa Hồng Ân, theo như chương trình của ban tổ chức, lễ chuyển tiếp hải cốt liệt sĩ và gia đình, thời gian làm lễ cầu siêu cho linh hồn liệt sĩ Tô Đức Dầu đã được hoàn tất. Thay mặt ban tổ chức và gia đình, xin chân thành cảm ơn nhà chùa Hồng Ân cùng các tín đồ Phật tử đã dành thời gian về tại gia đình để làm lễ cầu siêu cho linh hồn liệt sĩ hôm nay. Wow.
sông hương kính viếng hương hồn dệt tính xin chân trọng kính mời. Cùng về hướng thuộc lòng thành.
Nguyễn Thành ở đường 219 vào quân hương kính viếng hương hồn liệt sĩ xin tôi cảm xúc mạnh.
nhớ rồi không? Rồi chú nói là đi giải phóng này, anh hẹn em hẹn là các anh hưởng ngã ba gì để chú nhớ không? Chú nhớ chưa? Chú nhớ anh Bình không? Câu ân tình
đồng hương là đại gia đình, có đảng có bác dựng nền xa xưa, chiến trường gian khổ nắng mưa, đạn bón cày sới ta xưa nản lòng, vì nghĩa lớn căm hờn đế quốc, quyết xông pha trận chiến trả thù, rạng danh bộ đội phù hồ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Hết truyền đảng bác đã trao, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Đồng đội ngã xuống chúng tôi xông lên, máu kêu trả máu đầu vang trả đầu. 46 năm nỗi đau còn nhói, vẫn vắn tin đồng đội hy sinh. Nay nhờ con cháu gia đình vượt ngàn cây số đón mình về quê. Đồng đội còn cận kề lính cứu, thắp hương trầm chia sẻ thương đau. Nỗi buồn nói chẳng thành câu, thương anh điều lắm anh ơi. Đi thì thể xác về thời tâm linh, xa ra mẹ xa gia đình con cháu, xa họ hàng làng xóm thân yêu. Tháng ôi 46 năm có bấy nhiêu ngày, mà nay quê mẹ đổi thay khá nhiều. Tình đồng đội càng yêu càng quý, rất thủy chung càng lý bèn tình. Anh Điều ơi, cõi vĩnh hằng an nghỉ thảnh thơi. Đồng đội khấn Phật cầu thời, anh về đất mẹ nghỉ nơi vĩnh hằng. Sống anh khôn mất được anh linh, phù cho con cháu gia đình quê hương yên vui. Đồng đội vĩnh biệt mấy lời, ngủ ngoan yên giấc anh thời chứng minh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu. Cảm ơn đoàn đại biểu đặc công 244 do Tô Văn Cử làm trưởng đoàn và đã có lời diễu trước linh người đồng đội. Xin mời các ông an toàn để tận mình có lời cảm ơn.
xuân hồn ăn tô diệu. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng chính quyền đoàn thể địa phương, kính thưa các cụ các ông các bà các anh các chị trong dòng tộc họ hàng làng xóm thân thương, hôm nay anh em dòng tộc họ hàng chuyển tiếp chi ai anh tô diệu về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà. Chúng tôi đồng đội nhập ngũ 28/1966 sư đoàn 350B còn lại 5 người vô cùng thương nhớ, xin được tỏ lòng chia sẻ cảm thông nỗi vui buồn đối với dòng tộc anh em họ hàng bạn bè thần chiến thân tiến tại gia đình ta. Không thể nói hết bao kỷ niệm buồn vui khi còn chung chăn chung gối những ngày trong quân ngũ cùng với anh Điều. Lòng nặng thiếu trong cõi tâm linh không thể nào quên hình ảnh anh những ngày nhập ngũ, xin gửi anh với lời hiếu mong anh ghi nhận và đứng đắn cho hóc bàn tô biết giàu. Điều ơi anh đã về đấy bao năm xa cách đất này vắng anh, một đời vì nước hy sinh tâm dân đấm nhật quên mình vì dân. Chúng mình mười đứa toàn năm dòng tộc họ hàng đón anh về với xóm làng quê hương, khóc anh mấy thương anh khắp mấy tuần hương tàu gió đức phật muôn vàng chở che đời người sống gửi thác về gửi mà lòng để lệ mà dấn thân. Xin hết bài hiếu và sau đây kính mời các anh lên đặt vòng hoa và thắp tuần hương xin thương anh. Mời các ông các bà ngồi xây nước để gia đình có đầu cảm ơn.
về nghĩa trang thanh tân nghiệp nước mà đường lần đầu 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 khi của cho hương hoa vào thắp hương để tiễn.